Tập 3, trong hành trình đeo bóng vòng quanh Nhật Bản, mình đã có một trận bóng trên một mặt sân hết sức đặc biệt tại Tokyo cùng các lão tướng người Nhật. Trong trận này, mình đã có pha sâu kim qua người giống như Lionel Messi và hàng loạt tình huống xử lý kỹ thuật khác. Được trải nghiệm bóng đá cùng người bản xứ là điều mình mong muốn nhất trong tour lưu diễn lần này. Đã vậy còn rất nhiều pha banana và ghi bàn nữa chứ. Sướng tê người luôn nè. Một trận đấu thật tuyệt vời tại Tokyo trên một mặt sân đầy cát đá. Tôi là Thiên Vistai với góc nhìn thứ nhất trong bóng đá. Sau trận bóng tại Shizuoka đêm qua thì team mình nghỉ một đêm tại cái homestay này. Bây giờ thì cũng chuẩn bị rời đi rồi, nhưng cũng dạo một vòng quanh cho anh em xem. Nhìn rất chất Nhật Bản luôn nha, siêu rộng luôn. Đêm hôm qua cả bọn nằm ở đây nè. Trời rất là lạnh nhưng mà ở đây thì rất ấm cúng. Bên trên còn nguyên một tầng lầu nhưng mà không ai ở. Ok, giờ cả team sẽ xuất phát đi Tokyo. Bye bye Shizuoka nhé. Hẹn gặp lại Fuji Sakura Hao một ngày gần nhất. Đây là Yokohama, nơi mà Công Phượng đang ở và thi đấu tại Nhật Bản. Đợt này thì tiện đường ghé ngang qua thôi, chứ ở lâu chắc cũng sẽ đi xem Công Phượng đá vài trận. Và đây là phố người Hàn nha, siêu đông luôn. Ô là là, Tokyo đây rồi. Ghé qua công ty của Hoàng Tuấn Hoàng Cường, HTC Group. Dừng chơi bóng đá thứ dữ bên Nhật Bản đây rồi. Giải đấu Fabisa này theo mình biết là giải đấu nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Việt ở Nhật nha. Ở đây. Chuẩn bị cắt tóc. Đây là salon làm tóc của Hoàng Cường, mới khai trương được một tuần. Quang đế thôi. Đi có sao. Anh gái cái đầu ấy đi. Chim sẽ đi vắng nha. Đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đấy, đẹp trai chưa? Đó. Đây cũng mới cắt nè đúng không? Mới. Quá đẹp luôn. Quá ghê, quá ghê. Quá ghê. Hoàng Nhấp chở mình đi qua một cái mall xem có mua được gì không nè. Xời, quá trời là dày luôn. Oh là là, wow. Nike Temple Legend 10. Đôi này size kid thì phải. 6.800 yên là chỉ khoảng 1 triệu đồng. Dĩ nhiên, anh em không phải mất công sang Nhật để mua đôi này đâu. Vì ở ngay tại Việt Nam, chúng ta cũng có thể sở hữu ngay được em nó. Mẫu giày thế hệ thứ 10 của dòng giày đá banh huyền thoại Temple đang còn đầy đủ size ngay tại Thanh Hùng Busan. Đây là mẫu giày kỷ niệm 30 năm ra mắt của Silo Temple, xuất hiện nổi bật trong phối màu xanh mỏng cái trắng. Van Dijk, Musiala đang là cầu thủ đại diện cho dòng giày có hiệu ứng xạ màu ngọc trai này. Và anh em ai xem Euro có thể thấy Eriksen sử dụng nó để ghi bàn vào lưới Slovenia. Và cả nhà ơi, ghé Thanh Hùng Busan nhanh để sở hữu ngay một đôi dòng TF để chiến sân 5-7 người cỏ nhân tạo nha. Giveaway ngay, bá voucher 200k cho 3 bạn comment bất kỳ hay và thú vị nhất trong hành trình đeo bóng tại Tokyo này nhé. Quá trời bóng luôn, đa số là hàng nội địa của Nhật Bản. C1. Ở đây có quả bóng lưu niệm của C1 với Euro 2024 nè. C1 hả? Ok, 4.000 yên cho hai quả bóng này đem về Việt Nam. Đây là Tokyo. Lên Tokyo. Đấy. Có chiều với lại Hoàng Nhấp. Chở đi mua đồ. Mới mua được 2 món. Triều Trần là tài xế cho mình nguyên buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ sang nhà của Hoàng Nhấp cất đồ. Đã tới nơi nha anh em. Đây là căn hộ nằm ở chung cư nhưng nằm sát dưới mặt đất. Nhà. Nhà của quán đá tối nay ở đây. Nhà của Hoàng Nhấp có một cái sân nhỏ ở đây, có thể tập tân bóng này nọ luôn. Quá xa đã. Mình ngẫu hứng làm vài đường luôn nè. Trong chuối. Ok là. Rồi, vậy được rồi, đeo banh thôi. Tiki Taka FC trời. Ghé mua vài chai nước suối để uống, chứ trong sân banh không có canteen. Cổng vào ở đây.
Ôi, sao tôi thua vậy? Tối nay Hoàng Nhấp dẫn mình đi đá một kèo lão tướng, toàn là người Nhật. Trời ơi, đi Nhật hôm rồi, chỉ mong muốn có một kèo đá banh như thế này thôi đó. Wow, một sân bóng rất rộng luôn nha. Không phải sân cỏ nhân tạo, cũng không phải sân cỏ tự nhiên. Đây là sân đất nện, có một lớp đá li ti. Hay ta. Có nhiều người chia ra đá quần tôm. Lên được bao nhiêu người thì chia đôi ra đá quần tôm. Quả trời bóng luôn. Mấy quả này hồi nãy mình thấy bán ở mall nè. Dạ dạ, đeo khẩu trang là đá hay nhất ở đây. Chị kia, màu đen đây. Theo lời giới thiệu của Hoàng Nhấp thì lão tướng áo đen đằng kia là đá tốt nhất ở đây. Đợt này đi Nhật, cày em Vabo 15 Pro TF này suốt. Mà công nhận là càng dùng thì đá càng ngon. Sẵn nhắc tới giày thì trời ơi, anh em comment nhiệt tình đi để tham gia giveaway, nhận voucher giảm giá mua giày đi nè. Anh em nghĩ gì về hành trình hôm nay? Comment đi, hay là có voucher? Đố anh em biết skill này tên gì nè. Lăn vô nè. Đạp lên, đá gái. Xời, áp phê quá ghê. Đá gần gần xíu. Oh. Ghê 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 ghê. Ghê 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 ghê. Banh này bày lắm á. Banh ừ. Này toàn đá đã. Banh đá thì. Nhìn cái banh đá này. Và đều là. Mình tại sao nhiều bóng như vậy? Lát vô đá là anh em sẽ biết câu trả lời. Đi chung cũng đã lâu, nhưng mà hôm nay mới có đôi lời giới thiệu về Hoàng Nhấp nha. Tên thật là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1996. Anh em đá banh bên này hay gọi là Hoàng Nhấp là tại vì đá bóng hay nhấp nhấp nhá nhá, động tác giả nên dính nickname luôn. Nghề của em nó bên này là nội trợ, sáng 8 giờ đưa con đi học, 4 giờ đưa con về, nấu ăn, giặt đồ, cho con ăn, cho con tắm. Tối đi làm về lúc 19 giờ, vợ thương thì cho đi chạy đá banh dưỡng sinh với mấy bác già, chỉ nói là kèo đá banh hôm nay đó. Nãy giờ nói giỡn thôi nha anh em. Hoàng Nhấp là người Việt, đã định cư ở Nhật được 10 năm, có công ty làm về SIM data wifi cố định, và cũng là dân đá banh thứ dữ trong cộng đồng bóng đá người Việt tại Nhật Bản. Mấy giải như Favisa mình nói hồi đầu clip á, là em nói vô địch cái giải đó hoài luôn đó. 2018, 2019, 2020 vô địch trong màu áo FC Tokai. 2022 thì vô địch trong màu áo của Rimhao FC, nhận luôn cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và trong lúc mình đang dựng cái clip này thì em nói lượm luôn chức vô địch Favisa Kansai 2024. Ok, đá thì hay rồi, còn restyle thì như thế nào nè? Nhích lên đá. Đá bằng chân cái trái. Thì em vuốt chân phải này qua đây. Rồi, nhích lên thì nhích này lên thì đặt cái trụ này nhanh lên để lấy chân này đá vô. Đặt trụ bên phải liền là xong. À. À, đúng rồi. Ok, hay quá. Nãy giờ đứng nói chuyện lạnh hết cả người. Múa vài đường làm nóng lại nè. Đơ chớp bằng chân trái. Skill này mình hay làm nhưng không biết tên. Roll step over and Rabona. Mang giày TF đá trên mặt sân cát này cũng ổn phết. Bạn áo đỏ này là Hiệp Nguyễn, mỗi dây chằng nhân tạo giống mình ở Việt Nam. Cũng hơi mệt xíu nhưng mà đá được. Tính ra trận này là ba ông người Việt, ba ông đều mổ dây chằng chéo trước. Dạ, ba ông dây chằng đá nhau đúng không? Nhiều lúc đọc voi mấy cái tên skill này mới lòi ra nhiều skill mình không biết tên quá. Elastico ghi bàn nè. Around the world. Crossover. Around the world, around the world. Xích tí thì rớt. Trời ơi, trái banh này bơm căng quá trời căng luôn, nên cũng hơi khó tân. Gây vậy, gây vậy. Anh bạn người Nhật áo đỏ kia, skill cũng dữ hen anh em. Nhưng mà skill đó mình cũng làm được nè. Trời, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Classico AK. Và đây là Easy AK. Đây nè, đầu tiên là nhích lên, bóng nó hơi xéo rồi. Đá về, rồi, lúc mà em kéo về làm nhích lên, bóng nó chéo ở đây. Chân lên theo. Đá về. Chân phải lên theo trái bóng luôn. Chân lên theo trái bóng. Ok, đúng rồi á. Rồi, chân nhanh lên, lên theo bóng luôn. Không đặt trụ xuống. Không đặt trụ xuống. Lên, ok, đúng rồi á. Gần được, nhưng mà đừng co gói lại. Không co gói lại. Ok. Chân theo luôn, chân theo luôn. Ok. Được á, lần nữa rồi. Này có
Trời ơi, đây là những người Việt Nam đã banh chung với lại những người Nhật Bản. Yeah. Trận đấu bắt đầu, mình bên team không mặc áo bít, đội đối thủ mặc áo bít vàng. Ở đây chọn xuất sao không? Hiện tại trên sân có 12 người nên mỗi bên 6 cầu. Đặc thù của Golden là khó xuất xa nên hầu hết mọi người sẽ chọn giải pháp ban bật đến gần khung thành. Anh em cứ xem một hơi đi sẽ thấy cái má lão tướng này đá rất ít chạm, hạn chế rê dắt. Wow wow, và các bóng tốt của lão tướng áo đen. Một chạm luôn nè, thoát pressing đơn giản gọn gàng. Vừa rồi là một cú xuất xa, bóng đi không chính xác. Lui về thật nhanh để bảo vệ khung thành, sẵn tiện dọn luôn cho gọn mấy trái banh này. Ô là là, xích tí thì mất 30. Thêm một cú đá nữa. Nhận bóng và quan sát. Chuyền cho hai nhấp. Điều bóng ra biên. Đường chuyền hay quá, cơ ơi. Ô là là, như vậy là đã có bàn thắng cho Hoàng Nhấp. Vừa ghi bàn, vừa lấy luôn 30k. Nếu mình không nhầm thì áo đỏ cũng có một đường chuyền 30k. Nhận bóng ở hàng cánh phải, đơ chớp. Ây da, cầu thủ đội bạn đã kịp bọc lót. Racing luôn, racing luôn. Lỗi. Yeah, racing thành công. Múa skill nè, trả về tuyến 2, dứt điểm, không vào. Rồi, xoay lên đây là mình cắt liền. Dứt bóng kỹ thuật, trời ơi, đánh đầu luôn kìa. Nice. Lão tướng áo đen này mà cầm bóng là khỏi ai lấy luôn. Hay quá, oh my god. Vào đây. Và cả bạn cầu thủ áo đỏ này cũng khéo léo không kém nha. Đối diện 1-1, quyết định đột phá. Căng ngang bằng chân trái, không được. Dĩ luôn, dĩ luôn, dĩ luôn. Vừa rồi là siêu kỹ thuật reverse electrical dứt điểm của bạn áo đỏ. Nhưng mà xem lại thấy Hoàng Nhấp đặt cái lòng chân trái vào khung thành là ghi bàn rồi. Mình, cầu thủ áo đỏ và Hoàng Nhấp, bộ ba tam tấu trên hàng công. Giật gót kỹ thuật. Chúng cột dọc. Áo xanh bắt ngoài biên, mình che ở giữa. Ok, ba con dê. Xoay người hay quá. Vẫn còn lão tướng áo đen ở đây. Ok. Hú hồn luôn. Tấn công cho thủ áo vàng. Hành lang bên phải rất chống chải. Dứt điểm. Bóng trúng cột dọc dội ra, trúng một cái bóng áo vàng bọt xà. Quả xa may luôn. Lúc nào cũng phải quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Liếc cái nữa trước khi nhận bóng nè. Lão tướng áo đen rất chịu rê dắt nha anh em. Ok. Ok. Anh em biết skill vừa rồi của bạn áo đỏ tên gì không? Comment cái nha. Một cú đá đưa bóng đi rất xa. Và chỉ cần lấy quả bóng trong goal là có thể đá tiếp được rồi. Bana, bana, 30k. Áo đỏ có một pha La Coretta qua người hay. Tiếc là bóng trôi hết biên ngang. Khu này thoáng đãng quá, gió lồng lộng luôn. Cơ hội cho Hoàng Nhấp, vẫn chưa có cú dứt điểm. Thôi xong, tới đây là hết nguy hiểm rồi. Đồng quá xá là đồng luôn. Lúc này thì mỗi bên 7 cầu rồi nha anh em. Ô là là, thật rest hay quá. Outside touch.
kéo gầm tiếng lên, lắc bên trái qua người gọn gàng. Lão tướng áo xanh có một pha rap bát chuyền bóng cho mình, quá hay luôn. Rê rê một chút là phải chuyền ngay thôi, giữ lâu không tốt. Cắt bóng bằng chân trái, sâu kim bằng chân phải, chuyền bóng lên cho đồng đội phía trên. Đồng đội đỡ hụt và bóng từ từ lăn vô khung thành. Vậy là mình đã có một bàn thắng trong trận này. Và pha sâu kim vừa rồi anh em có liên tưởng đến ai không nè? Y chang pha của Messi sâu kim James Milner luôn nha. Sau bàn thắng đó thì cũng hết hiệp, nghỉ 5 phút uống nước rồi đá tiếp. Ok, tiếp tục thôi. Nhận bóng bằng gầm, rep bet, hay còn gọi là Elmu. Tiếp tục nhận bóng, rê bóng, chuyền bóng. Hay. Hay quá. Lão tướng áo đen và áo xanh này kiểm soát bóng miễn dê luôn. Ở trên bí quá, đành phải quay về. Chuyền về ngay chân đội bạn, thôi tiêu rồi. Sorry. Không quan sát áo xanh trước khi chuyền, bảo luôn. Chọt khe bằng má ngoài chân phải, xuyên qua ba cái bóng áo vàng. Wow. Ở ngoài có một cầu đang đợi sẵn, khả năng xíu nữa là đá 8-8. Ta-da, vô tình lụm được bí kíp. Trời ơi, đội bạn đã kịp lui về cản phá hay quá. Cơ hội phản công cho thủ áo vàng. Wow. Yeah, hết đường biên dọc. Và đây là The Chop Pass. Bóng được điều chuyển từ hành lang bên này sang hành lang bên kia. Hiệp Nguyễn rất chống chạy. Bớt banh rồi. Quan sát trước khi nhận bóng, một chạm cho lão tướng áo đen. Ây da, nhận bóng hơi dư một chút nên bị offside. Cơ hội cho team yellow. Hay quá lão tướng áo xanh ơi. Liên tục là hai pha the rolling. Nguy hiểm đã trôi qua. Nhận bóng quay lên, đối diện 1-1. Trời ơi, anh này đứng cái là che hết cái khung thành luôn. Pha hồi nãy lắc trái ngon hơn, lắc phải bị đối thủ bọc lót. Xanh dương, đỏ, mình tạo thành hình tam giác một chạm. Nhưng rất tiếc pha này tấn công không thành công. Một pha cắt bóng tốt của team áo vàng. Và Yellow Team đã có hai bàn thắng trong hiệp này. Tiếp tục là những pha rơi dắt bóng của mình ở phần sân nhà. Trọng biên, trọng biên, trọng biên. Ê chà chà, giỏ lớn quá trời quá đất. Một pha dứt bóng qua hai cầu thủ. Reverse Electro Bana 30k. Ok. Nhận bóng, cơ hội phản công. Go. 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 Trời ơi Hiệp ơi. Ngẫu hứng tung đường chuyền ra Bona. Ô la la, pha này có được tính 30k không ta? Trời đã đâu vậy? Cú đá vừa rồi banh đi hơi xa. Không sao, trong khung thành đã có banh khác. Bật tường một chạm với chàng trai áo đỏ. Wow. Yeah. Yeah, nice. Áp phê hơi dư một xíu, tiếc ghê. Hey. Ok. Giật gót hay quá. Ron step over and Rabona. Hết biên luôn. Pha đỡ ngực rất tốt của cầu số 5. Lấy hiệp. Hiệp.
Ây da, chuyện chế bành khó quá. Mình đã cố gắng dùng ngực đỡ lại cho nội trước mặt, nhưng không ăn thua. Crab Bat and Vimu. Quả người quá hay. Nhưng nhìn lên, thấy toàn áo vàng không. Cố gắng đột phá, nhưng có vẻ bất khả thi rồi. Ây da, hết đường biên dọc rồi. Wow. Cơ hội ghi bàn cho chàng trai áo đỏ. Hep. Cú đá cắt mặt không thành. Không vào. Hay. Vừa rồi là một đường chuyền sâu kim 30k của Hoàng Nhấp. Wow. Đỡ bước một bằng gầm giày, quá cơ bản. Tiếp tục là Bana 30k, lần này là của chàng trai áo đỏ. Nice. Đường cho khe đó mà qua là lụm ngay một bàn rồi. Ha ha, canh me bắt bài đường chuyền nha. Đọc tình huống bắt bài đường chuyền quá ngon lành luôn. Nhưng cú đá cuối cùng lại thiếu chính xác. Mình đang ở một vị trí rất trống trải, vô lê luôn, không vào. Còn cái nữa. Đường chuyền ngang của Hoàng Nhấp không qua được chân của cầu thủ số 5. Hay da, đồng quá trời quá đất. Oh no, đội bạn bắt bài đường chuyền rất nhanh. Xuất xa. Chúng ngay cửa nhà kho. Ở ngoài tiếng đồng hồ đã vang lên. Anh em nghỉ ngơi uống nước 5 phút. Ở đây có cái đồng hồ đúng số thời gian, nó còi dừng. Hiệp thứ ba tiếp tục. Tấn công cho thủ áo vàng, cắt bóng tốt, rê dắt qua hai cầu thủ áo vàng, quyết định dứt điểm từ xa nhưng đã bị cản phá. Yeah. Ok. Atletico and La Coresta. Trời ơi, qua một đống cầu thủ luôn. Nghe mấy tiếng ồn mà sướng quá anh em ơi. Inside touch, inside pass. Nhận bóng, che chắn bảo vệ bóng, chuyền bóng. Ok. Cú đá biên cắt mắt không thành. Chỗ xám mà chạm bóng là lụm kẹo rồi. Ê cha, một mình với bóng áo đỏ lăn lộn giữa rất nhiều cái bóng áo vàng. Liên tục là những pha cắt bóng lẫn nhau của cả hai đội. One two. Cơ hội. Ôi. 5 cái bóng áo vàng, đồng quá trời quá đất luôn. 10 con người đứng xung quanh, cái khung thành bé xíu. The jump pass. Kiểm soát bóng, rê rê kéo kéo. Vẫn chưa mất bóng. Bác lão tướng áo xanh, đã ngon lành lắm nha. Nhưng mình không hiểu pha này bác ấy làm gì nữa. Wow. Ơi. Mãi mê rơi bóng nên bắt banh té đó mà. La Coretta và gầm dậy nha. Ok. Oh, nhanh quá. Outside touch. Lão tướng áo xanh quyết định khoét vào hành lang cánh trái. Trở về tuyến 2. À, hiệp ơi. Oh my god, bàn bật kiểu này thì mình chịu luôn. Cơ hội cho Hoàng Nhấp. Xử lý kỹ thuật. Đó là một pha dứt điểm kiểu La Coretta. Có 30k nhưng không có bàn thắng nha. Đờ phô kiểu này thì đè chế bành xuống vậy nè. À.
Dạ hẹp. Ui da, ăn trái banh ngay ngực luôn. Dứt luôn nè. Trời ơi. Ok. Vẫn luôn hàng nhấp, nhấp 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 nhấp. Wow. Ban bật chức điểm hay, nhưng lát phải đi lượm banh. Nice. Áo đen, áo đỏ, cặp bài trùng luôn trời ơi. Thêm áo xanh bên kia nữa kìa. Oh. Cơ hội đây rồi. Wow. Sau khi hỏi là hoàng nhấp thì bạn áo đỏ là Ryota và lão tứ áo đen là Koopa. Rapid and Vimu lần thứ hai trong trận này. Nhận bóng bằng chân trái ra trước mặt, rê bóng chân phải, chuyền bóng vô chân đối thủ. Racing luôn. Cơ hội cho chàng trai áo đỏ. Cuối cùng thì em ấy cũng có bàn thắng trong trận này. Lại có thêm một cơ hội ghi bàn. Không vào. Gôn tôm như thế này mà có người đứng trước gôn là khó ăn lắm. Được hưởng một pha đá phạt góc. Tính tung skill gì đây? Rainbow Blitz như Neymar. Cha cha, bóng vừa xuyên qua hai chân của cầu thủ số 11 phải không anh em? Trời ơi, 30k bằng Rainbow Blitz nha. Thêm một đường chuyền hỏng nữa của Yellow Team. Pha này mà không ăn nữa thì pha nào ăn bây giờ? Nếu mà có tính lục biệt vị thì pha đó tiêu. Anh số 5 vừa đá vừa thank you miết luôn. Yeah. Wow, chuyền chơi banh đỉnh vậy. Không biết có sự can thiệp của Mafia không, nhưng cuối hiệp bên phe áo vàng thua hơi nhiều. Wow. Ờ, biết rồi, biết rồi. Đây là một trong những tình huống cuối, vì sau đó máy quay của mình hết pin. Đây là thủ tục trước khi về nha anh em. Mỗi người một cây bồ cào, cào lại cái dấu chân cho nó sạch là xong. Hồi đầu mới tới sân thì thắc mắc sao là để cái cây này xung quanh sân chi. Thì ra để phục vụ cho việc này. Tính ra là cũng nhanh gọn lẹ hen. Mỗi người một tour là láng mịn nguyên cái sân banh. Một cảm giác quá tuyệt vời luôn. Một trận bóng trên một sân bóng rất đặc biệt. Lực cũng đặc biệt. Cùng những con người bản xứ. Có bọc cao su chống va đập luôn. Sân lớn. Đây thì cái cột này làm gì thì mình không biết. Một số cái để tập thể thao và hàng rào. Ok ok. Xin được tấm ảnh với cả mọi người đây. Ok. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, goodbye, thank you. Yeah. Ok. Goodbye, thank you. See you next time. Mấy trận trước toàn đá với người Việt Nam không à. Nay mới được đá với người Nhật. Đi tour này chỉ mong thế này thôi đó. Chứ qua Nhật mà toàn đá với người Việt, thôi ở Việt Nam đá cho rồi. Ok, kết thúc ngày đầu tiên tại Tokyo. Quá tuyệt vời luôn nha cả nhà ơi. Đêm nay sẽ ngủ lại nhà của Hoàng Nhấp. Trải nghiệm cuộc sống của một người Việt Nam trên đất Nhật Bản sẽ như thế nào. Và như thường lệ, anh em thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye. Gà giờ nấu à? Dạ.
À quên, trong clip có ghi away, anh em nhớ tham gia nhé. Đánh cái mắm. Ta đè, ta đè, ta đè.